Trung Quốc tuyên bố sẽ tẩy chay các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Nga và Ukraine nếu Moscow không được mời dự. Cảnh báo này được đưa ra khi Trung Quốc đang bàn bạc với châu Âu về khả năng mời Nga tham gia các cuộc đàm phán có thể tổ chức ở Thụy Sĩ. Các nguồn tin cho biết ông Li Hui, đặc phái viên Á-Âu của Trung Quốc, đã tuyên bố như vậy trong chuyến công du châu Âu hồi đầu tháng này. Theo đó, quan chức Trung Quốc cho biết Bắc Kinh ủng hộ việc triệu tập một hội nghị hòa bình với sự tham gia bình đẳng của tất cả các bên. Các nguồn tin cho biết thêm Ukraine sẽ là một chủ đề được thảo luận khi Thủ tướng Đức Olaf Scholz thăm Trung Quốc vào tháng tới. Sau đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tới Paris vào đầu tháng 5 và gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Trước đó, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đưa tin ông Lee đã nói với các quan chức liên minh châu Âu EU rằng một hội nghị thượng đỉnh hòa bình tiềm năng không thể trở thành một hội nghị tạo ra một kế hoạch mà ép Nga phải chấp nhận. Không như nhiều quốc gia phương Tây, Trung Quốc từ chối đổ lỗi cho Nga về cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine và nhấn mạnh giao tranh chỉ có thể chấm dứt thông qua các biện pháp ngoại giao. Năm 2023, Bắc Kinh công bố một lộ trình gồm 12 điểm để đi tới một giải pháp hòa bình, đồng thời kêu gọi Moscow và Kiev xuống thang. Tuy nhiên, Ukraine đã từ chối và cho rằng một nền hòa bình hiện hữu chỉ có thể được đàm phán thông qua các điều khoản mà Tổng thống Volodymyr Zelensky đưa ra trong đó bao gồm Nga phải rút quân khỏi lãnh thổ của Ukraine. Nga đã bác bỏ yêu cầu này ngay từ đầu và nhấn mạnh sẽ không từ bỏ Crimea cũng như bốn vùng trước đây của Ukraine đã sáp nhập vào Nga. Các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine đổ vỡ vào mùa xuân năm 2022 khi cả hai bên cáo buộc lẫn nhau về việc đưa ra các yêu cầu phi thực tế. Tổng thống Nga Vladimir Putin sau đó cho hay các nhà đàm phán Ukraine ban đầu đã đồng ý với một số điều khoản của Nga, nhưng sau đó đột ngột từ bỏ thỏa thuận. Thụy Sĩ đã đề xuất tổ chức một hội nghị thượng đỉnh hòa bình lớn vào năm nay, tuy nhiên vẫn chưa có ngày cụ thể nào được ấn định và danh sách các bên tham gia cũng chưa được tiết lộ. Trong một tuyên bố đưa ra hôm 18 tháng 3, được đài RT tới cùng ngày dẫn lại, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết các lực lượng của Ukraine đã tìm cách tiến hành một cuộc tấn công xuyên biên giới nhằm vào vùng Benkorod của Nga. Nhưng lực lượng biên phòng đã chặn đứng nỗ lực này của Kiev Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết thêm, sau khi phát hiện một đơn vị trinh sát và phá hoại của Ukraine gần biên giới hai nước, lực lượng biên phòng Nga đã sử dụng máy bay không người lái ra đòn tấn công chính xác. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, đơn vị trinh sát và phá hoại của Ukraine bị phát hiện ở gần làng Lukasovka của Ukraine, nằm cách biên giới hai nước chỉ vài trăm mét. Đòn tấn công của phía Nga được thực hiện bởi các máy bay không người lái cảm tử góc nhìn thứ nhất FPV đúng lúc các binh sĩ thuộc đơn vị trinh sát và phá hoại của Ukraine chuẩn bị bước vào một phương tiện chiến đấu bộ binh. Trong đoạn video do Bộ Quốc phòng Liên bang Nga công bố, người ta thấy chiếc máy bay không người lái cảm tử góc nhìn thứ nhất đã đâm thẳng xuống nhóm quân nhân Ukraine và khiến gần như tất cả đổ gục xuống đất. Chỉ còn hai người là có thể đi lại sau đó, chiếc xe chiến đấu bộ binh dường như đã sẵn sàng đón nhóm binh sĩ bị tấn công, vội vã di chuyển, bỏ lại những người lính, cả bị thương và còn khả năng đi lại ở phía sau. Theo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, cuộc tấn công này đã loại khỏi vòng chiến đấu 8 binh sĩ Ukraine, bao gồm cả thiệt mạng và bị thương. Đài ATI cho biết thêm, vào giữa tháng 3, các lực lượng Ukraine đã cố gắng thực hiện một loạt cuộc tấn công vào vùng Belgorod và vùng Kursk của Nga. Tuy nhiên, các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã đẩy lùi tất cả các cuộc tấn công đó và không có binh sĩ nào của Ukraine có thể vượt qua biên giới. Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cũng công bố một số clip cho thấy họ đã phá hủy các thiết bị của Ukraine tham gia vào các hoạt động tấn công xuyên biên giới. Theo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, trong khi đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine, các lực lượng an ninh của nước này đã tiêu diệt 234 binh sĩ, 7 xe tăng, 3 xe chiến đấu bộ binh Bradley và 2 xe bọc thép chở quân của phía Ukraine. Phía Ukraine chưa bình luận gì về các thông tin trên. Một người lính Ukraine chiến đấu gần tiền tuyến phía Bắc đã mô tả mối đe dọa từ các đợt ném bom của Nga. Anh chia sẻ với Times of London rằng Ukraine mất rất nhiều binh sĩ, có quá nhiều thi thể mà chúng tôi thậm chí không thể mang về hết được. Mô tả cuộc chiến là khủng khiếp. Binh sĩ có tên là Limmer thừa nhận rằng lực lượng Ukraine tác chiến trong khu vực không thể tiến về phía trước. Anh nói: Chúng tôi hầu như không thể giữ được tiền tuyến. Theo báo Anh, Limer đang chiến đấu tại Kupyansk, thuộc tỉnh Kharkov, nơi mà Tổ chức Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK cho biết rằng Nga đã đạt được đà tiến trong những ngày gần đây. Vũ khí mà Nga tăng cường sử dụng trong cuộc tấn công hiện nay là bom lượn. Đây là loại vũ khí từng khiến nhiều binh sĩ Ukraine phải thừa nhận là đáng sợ nhất của Nga trên tiền tuyến vì sức công phá quá dữ dội bản chất bom lượn thông minh là những quả bom không dẫn đường có từ thời Liên Xô được Nga gắn thêm thiết bị có khả năng định vị mục tiêu, làm gia tăng đáng kể sự chuẩn xác của quả bom. Sức công phá của đầu đạn nặng ít nhất là gần 1.000 kg cũng khiến loại vũ khí này trở nên đặc biệt nguy hiểm khi nó có thể tàn phá một khu vực rộng lớn. Kajip Post đưa tin, tính đến tháng trước, Nga đã sử dụng bom lượn một cách mạnh mẽ xung quanh các điểm nóng của cuộc chiến là Kupiansk, thành phố phía đông Bắc Mớt và Robotin, một ngôi làng chiến lược phía đông Nam. Bom lượn thường được phóng từ máy bay ở khoảng cách xa và sau đó được dẫn đường tới mục tiêu. Tín hiệu radar thấp và thời gian bay ngắn của vũ khí này khiến các hệ thống phòng không vốn đang cạn kiệt hỏa lực của Ukraine khó phát hiện và bắn hạ. Theo giới quan sát, Nga đang tận dụng việc viện trợ của quân sự phương Tây cho Ukraine bị đình trệ để tăng tốc tấn công vào nhiều mặt trận cùng lúc. Nga đang tăng cường giả xuất vũ khí này sau khi họ giành được thành trí áp Dipka, phần lớn nhờ các quả bom lượn san phẳng hệ thống công trình phòng thủ đối phương. Maxim Zorin, một người lính thuộc lữ đoàn tấn công riêng biệt số 3 của Ukraine cho biết, bom lượn phá hủy hoàn toàn mọi vị trí, theo Washington Post. Anh nói, tất cả các tòa nhà và công trình chỉ đơn giản biến thành một cây hố sau khi quả bom được ném xuống. Trong nỗ lực đẩy lùi lực lượng Nga, Ukraine đã củng cố các tuyến phòng thủ của riêng mình. Ở Kupiansk, Ukraine xây hơn 3 km chiến hào, phòng tuyến răng rồng và bãi mìn, theo The Times. Tuy nhiên, những hệ thống này không gây cản trở cho bom lượn. Nga đã giành được ưu thế trên không nhờ vũ khí này, vì vậy các chướng ngại vật ở mặt đất không thể ngăn cản họ. Bom lượn đang giúp Nga mở đường cho lực lượng mặt đất tiến công. Mikola Biliskov, nhà phân tích quân sự tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia Kajib cho rằng tên lửa không đối không trên tiêm kích F-16 có thể giúp Ukraine chống lại mối đe dọa từ bom lượn của Nga. Tuy nhiên, các máy bay được phương Tây viện trợ vẫn chưa đến được Ukraine cho tới ít nhất mùa hè này. Cố vấn chính trị của Tổng thống Ukraine, ông Mikhail Podolyak, ngày 18 tháng 3, chỉ trích ý tưởng của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc lập ra vùng đệm trong lãnh thổ Ukraine, cáo buộc đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy Moscow có kế hoạch làm gia tăng căng thẳng. Trước đó, ông Putin bằng ngỏ khả năng lập ra vùng đệm ngăn cách giữa Nga và Ukraine sau khi chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống ông putin nói với những sự kiện bi thảm đang diễn ra lúc này các vụ tấn công vào lãnh thổ nga tôi không loại trừ khả năng này rằng vào một thời điểm nào đó chúng tôi sẽ buộc phải tạo ra vùng đệm nhất định trên lãnh thổ kiev đang kiểm soát khi chúng tôi thấy phù hợp điện kremlin sau đó nhấn mạnh tạo ra vùng đệm là cách duy nhất để bảo vệ lãnh thổ nga khỏi các cuộc tấn công của ukraine Ông Podolyak nhận xét đây là một tuyên bố rõ ràng trực tiếp rằng chiến sự sẽ chỉ lao thang. Tất cả những điều này là bằng chứng trực tiếp cho thấy Liên bang Nga chưa sẵn sàng sống trong các mối quan hệ chính trị và xã hội hiện đại có tính đến quyền chủ quyền tuyệt đối của các quốc gia khác. Ông Putin từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết về việc lập vùng đệm nhưng cho biết một khu vực như vậy có thể sẽ phải đủ lớn để ngăn chặn vũ khí do nước ngoài sản xuất tấn công lãnh thổ Nga. Ukraine trước đó từng tuyên bố chỉ sử dụng vũ khí sản xuất trong nước để tấn công vào các mục tiêu trong nước Nga. Một số đồng minh chủ chốt của nước này, ví dụ như Mỹ, đã cung cấp vũ khí với điều kiện chúng không được sử dụng nhằm vào lãnh thổ Nga. Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công tầm xa bằng máy bay không người lái vào các nhà máy lọc dầu ở Nga vào tuần trước và các nhóm vũ trang thân kỳ ép cũng tổ chức các cuộc tấn công xuyên biên giới từ Ukraine vào miền Tây nước Nga trong những ngày qua.